À, xin chào các em, thì hôm nay chúng ta cùng nhau quay lại làm một cái bài tập nhỏ nhỏ như sau. Thì bài tập này là viết chương trình nhập vào số M và từ bàn phím và đếm các ước số của M tính cả 1 và N. Ví dụ như bài này nếu mà nhập bằng bằng M thì thông báo đáp số là bằng 4. Bằng 4. Thì trước tiên đợi chúng ta là làm bài này thì chúng ta phân tích xem cái đề toán để chúng ta cùng hiểu một cách tường tận, sau đó chúng ta làm. Ví dụ như mà chúng ta nhập vào số khác, ví dụ chúng ta nhập vào số 8 chẳng hạn, nhập vào số 8, số này là số M nhập bất kỳ từ bàn phím, thì sau đó chúng ta coi thử cái ước của số 8 này là những số nào. Ví dụ bằng 8 á, thì chúng ta như sau. Bằng 8 thì bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là M, chúng ta có số M là cái số mà chúng ta nhập tùy ý ở từ bàn phím. Sau đó thì chúng ta lấy cái số M này này chia cho tất cả từ 1 cho đến số M. Coi thử là số 8 này nó chia hết cho những số nào, thì đó sau đó chúng ta dùng một cái biến đếm cộng lại các số này là gọi là ước số. Ví dụ như 8 chia 1 là bằng 8. Như vậy là nó chia hết. Như vậy đây là chúng ta dùng một cái biến đếm, cái biến đếm là đây là một số này, đây là một số này. 8 chia 2 cũng hết. Như vậy đây là hai số này, 2. 8 chia 3 là không được này, không được. 8 chia 4 là hết này. 8 chia 5 không được này. 8 chia 6 cũng không được này. 8 chia 7 cũng không được này. Như vậy 8 chia 8 là được này. Như vậy là được. Là chúng ta như vậy tổng kết lại thông báo là chúng ta có một số, hai số, ba số và bốn số. Như vậy là tổng kết của ước của 8 thì chúng ta có 4 số. Đó là phân tích của cái đề bài. Như vậy cái số này là số M này là nhập bất kỳ từ bàn phím. Như vậy chúng ta có một cái biến y. Cái biến y là chạy từ từ 1 mà cho đến 8 à, cho đến 8. Sau đó chúng ta lấy cái biến này chúng ta chia cho cái biến y này, nếu mà nó bằng 0 á, chia hết, nếu nó bằng 0 thì chúng ta cộng dồn lên, chúng ta có một cái biến đếm, chúng ta cộng rồi, cộng lên. Rồi để bắt đầu làm bài này trên Grab thì chúng ta làm như sau. Chúng ta nhập một cái biến m bất kỳ, nhập bất kỳ, hãy nhập vào số M, ví dụ như ha, số M. Rồi, thì nhập vào thì có cái đáp án để im đây. Đầu tiên chúng ta có hai biến, thứ nhất là một biến đếm và thứ hai là một cái biến y dùng cho nó chạy. Như vậy là chúng ta đặt khai báo hai một cái biến, thứ nhất là biến y, thứ hai nữa là một cái biến đếm. Biến đếm. Rồi, bằng đếm, biến đếm của chúng ta xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đâu? Như vậy là chúng ta đặt biến y nó xuất phát từ 1. Từ 1. Như vậy biến y xuất phát từ 1 thì chúng ta cũng đếm cho được. Cái biến đếm này nó cũng bằng 1. Xuất phát từ 1 tức là
5 chia 1 thì biến đếm này nó vẫn đếm được một số. À. Rồi, biến đếm tương y có rồi. Bây giờ chúng ta lặp lại. À, chúng ta dùng cái vòng lặp là vòng lặp Rebic. Vòng lặp Rebic. À, vòng lặp Rebic. Rồi, lặp Rebic. Như vậy mà lặp lại. Lặp lại cho đến khi mà cái biến y này này nó chạy từ 1 cho đến bằng cái số mà chúng ta nhập vào. Ví dụ chúng ta nhập vào số số 10 thì cái biến y này nó chạy từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, nó chạy từ 10. Như vậy là chúng ta lấy cái biến y. Đây. Rồi, bây giờ tiếp tục của chúng ta là nếu mà cái bây giờ chúng ta lấy cái biến mà chúng ta nhập vào này. Ví dụ cái số mà chúng ta nhập vào. Ví dụ chúng ta nhập vào số số 7 thì chúng ta lấy 7 này lần lượt chúng ta chia cho cái y này. 7 chia 1, 7 chia 2, 7 chia 3, 7 chia 4, 7 chia 5, 7 chia 6, 7 chia 7. Thì cái số nào mà nó chia hết á thì chúng ta lấy cái biến đếm chúng ta cộng dồn vào. Thì để làm như vậy thì chúng ta dùng một cái nếu. À, nếu thì đây. Nếu. Đây. À, nếu. À. Đây. Nếu mà đây 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 chung với mod này rồi, nếu mà cái số chia hết này, cái số đầu tiên chúng ta nhập vô đây. À, cái đáp số bây giờ chúng ta nhập vào số số đây. À, chia cho 2, mod cho 2 mà đã bằng 0 á, mod chia 2 mà nó bằng 0 á. À, à, mod chia 2 mà nó bằng 0 thì chúng ta cộng nó vô. À, chúng ta làm gì? Chúng ta đếm. À, chúng ta đếm. À, chia mà bằng 0 thì chúng ta đếm với một nó một phát. À, đếm cho nó được một số. Như vậy mà nếu mà nó không không đếm, nếu mà nó chia không hết á thì chúng ta tăng cái y lên. À, tăng cái y này lên. À, chúng ta tăng cái y lên một bước. À, tăng cái y này lên. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử ha. À, hãy nhập vào số m. Bây giờ chúng ta nhập vào số 4. À, chúng ta enter. À, gì đây. À, mod chữ y chứ không phải là mod 2. Rồi, mình xem nào thử ha. À, bằng 4. Rồi, đúng rồi. Như vậy là y này chạy từ 1 tới 4. 4 chia 1 là 4, 4 chia 2 là 2, 4 chia 3 cũng được, 4 chia 4 cũng được 1. Như vậy chúng ta có 3 số. À, chúng ta nhập cho 10. 10 là y chạy từ 1 tới 10 là đúng rồi. Biến đếm chúng ta 10 chia 1 là 10, 10 chia 2 hết, 10 chia 5, 10 chia 10. Như vậy chúng ta có 4 số. À, bây giờ chúng ta muốn có cái thông báo vô đây á, à, thì chúng ta thêm ở chỗ này. Thêm chỗ này tí xíu là một cái thông báo. Thông báo là save. Một cái thông báo nữa là đáp choi. Đây chúng ta là ghi cái thông báo là đáp án hay là ước số của m tìm được là hai chấm ha, là thì chỗ đây là thông báo cái đếm. À, lấy cái biến đếm bỏ vô là đây, lấy cái đếm rồi chúng chạy thử ha. Chúng ta lấy số 12 enter. Như vậy chúng ta có 6. Chúng ta đếm thử ha. 12 chia 1 là 1, 12 chia 2, 12 chia 3, 12 chia 4, 12 chia 6, 12 chia 12. Đúng rồi, chúng ta có 6 số. Rồi, bài tập chúng ta đã kết thúc. Hoàn thành. Cảm ơn các em quan sát. Các em hãy nếu mà thấy hữu ích đối với cái video này thì các em nhớ like và comment. À,
và nhớ đăng ký subscribe, ủng hộ. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.